Ronaldo đã có hành động gây tranh cãi với người quay camera sau trận Al Nassr và Al Shabab hòa nhau không đều tại Cúp Ả Rập. Sự việc xảy ra khi Ronaldo đang nói chuyện với một thành viên của Al Nassr sau trận đấu. Ronaldo tỏ ra không hài lòng khi nhân viên quay phim này tập trung quá nhiều vào anh. Tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫy chai nước về phía ống kính và vung tay nói điều gì đó. Sau đó, phóng viên hướng camera sang những cầu thủ khác. Ở trận hòa trước Al Shabab, Ronaldo vào sân từ ghế dự bị. Anh để lại dấu ấn với cú sút từ khoảng cách 17m nhưng trúng tay của thủ môn. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng có một pha volley tung lưới của Al Shabab nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Ronaldo đang trải qua giai đoạn tiền mùa giải vô cùng khó khăn với 5 trận liên tiếp tịch ngòi. UEFA thông báo cấm Juventus tham dự các giải đấu châu Âu trong một năm vì vi phạm giấy phép câu lạc bộ và luật công bằng tài chính. Câu lạc bộ này còn bị phạt 22 triệu đô la nhưng chỉ phải nộp phạt 11 triệu đô la và các khoản còn lại là án treo. UEFA sẽ bắt Juventus nộp 11 triệu đô la còn lại nếu còn có những bất thường trong báo cáo tài chính hàng năm của câu lạc bộ này cho các năm 2023, 2024 hoặc 2025. Với án phạt của UEFA, Juventus sẽ không góp mặt tại Europa Conference League mùa tới. Suất này sẽ được trao lại cho Fiorentina, đội bóng xếp thứ 8 tại Serie A mùa trước. Việc Juventus bị trục xuất còn giúp Aston Villa chuyển từ nhóm không được xếp hạt giống sang nhóm hạt giống để tham dự lượt playoff Europa Conference League diễn ra vào tháng 8. West Ham đang rất muốn có được Harry Maguire. Câu lạc bộ thành London đã gửi lời đề nghị mới nhất trị giá 20 triệu bảng cho trung vệ người Anh, nhưng Man United lập tức từ chối. Đội bóng thành Manchester muốn thu về 40 triệu bảng. West Ham đã ngay lập tức tăng giá hỏi mua Harry Maguire. Tuy nhiên theo Sky, Maguire chỉ muốn chơi cho một câu lạc bộ lớn chứ không phải West Ham. Theo đó, trung vệ sinh năm 93 còn tham vọng đoạt thêm những danh hiệu cho mùa giải mới. Harry Maguire sẽ ưu tiên như đội bóng như Newcastle hay Tottenham Hotspur. Cuối cùng thì Luis Suarez và câu lạc bộ Gremio cũng đạt được thỏa thuận phá vỡ hợp đồng. Theo đó, Suarez sẽ ở lại Gremio đến cuối tháng 12 năm 2023 với một điều kiện, đó là anh được tự do ký hợp đồng trước với Inter Miami. Gia nhập Gremio vào tháng 1 năm 2023, Suarez ký 3 hợp đồng 2 năm. Tuy nhiên, một số tin tức gần đây về tình hình chấn thương đầu gối của Suarez cùng những lời đề nghị hấp dẫn từ Inter Miami đã khiến cho Gremio phải nhượng bộ. Dù gặp vấn đề về mặt thể lực, Suarez vẫn là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của Gremio mùa này với 16 bàn thắng sau 32 trận đấu. Man United đã mất 47 triệu bảng để có được sự phục vụ của Andre Onana, người được cho là sẽ thay thế David De Gea từ mùa giải tới. Ngoài Man United, Andre Onana cũng nhận được sự quan tâm từ Tottenham Hotspur, Chelsea, nhưng anh đã từ chối. Theo huyền thoại của Ajax, Man United lẽ ra nên để cho Onana gia nhập Chelsea. Thật điên rồ khi Chelsea đã có Mendy và Kepa, nhưng vẫn muốn có một thủ môn khác. Lẽ ra Man United nên để Onana đến Chelsea. Họ nên giữ lại David De Gea và đưa Henderson trở lại. Theo quan điểm cá nhân tôi, Onana không hay bằng De Gea. Tôi đã từng xem Onana trước đây. Premier League là một giải đấu hoàn toàn khác so với những giải đấu mà cậu ấy từng chơi. Trong thắng lợi 4-0 trước Atlanta United, Messi gây chú ý với màn ăn mừng bàn thắng khá độc đáo. Theo đó, anh đưa tay phải về phía trước, đồng thời mở lòng bàn tay như muốn bóp một thứ gì đó. Truyền thông cho rằng đây là cách Messi bày tỏ sự vui mừng với David Beckham. Tuy nhiên, sự thật đằng sau không phải vậy. Trên trang cá nhân, vợ của Messi Antonella Roccuzzo đã lý giải màn ăn mừng của chồng mình được lấy cảm hứng từ Thor trong truyện tranh của Marvel. Được biết, cậu nhóc Thiago nhà Messi là một fan cứng của Thor. Chiều lòng con trai mình, Messi quyết định cosplay lại Thor trong tư thế triệu hồi chiếc búa. Hiện tại, Messi đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc tại Inter Miami. Sau 2 trận ra sân cho câu lạc bộ, cầu thủ này đã có cho mình 3 bàn thắng cùng một kiến tạo, giúp đội bóng mang về 2 chiến thắng liên tiếp.